Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình like một cái đề tài gọi là người đi làm, người cộng sản đi làm cách mạng ở thời chiến và ở thời bình khác nhau như thế nào. Thì các bạn biết thời thế nó tạo anh hùng. Nhưng khi đất nước lâm nguy thì một cái dân tộc họ bị giày xéo bởi ngoại bang và những thành phần tay sai làm cho đất nước tan hoang, đem kẻ thù vào trong quê hương bóc lột sức lao động và gây sự chia rẽ đoàn kết dân tộc. Và kẻ thù khi mà nó xâm lăng Việt Nam mình, các bạn thấy giặc ngoại xâm họ xâm lăng Việt Nam mình, họ giết dân tộc mình và họ xem dân tộc mình như là một cái giống dân mà gọi là thấp kém. Họ dùng những cái chính sách ngu dân để cai trị dân mình, để xong cho làm cho dân mình không ngóc đầu lên nổi. Những cái ngoại bang chào Trương Thịnh Phạm nha, Phan nha, chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì các bạn thấy khi đó thì những cái tầng lớp lao động trung lưu, giai cấp trung lưu, họ bị chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc nó hà hiếp, sự bất công tràn lan khắp mọi nơi hết. Thì lòng tự tôn dân tộc, những người dân họ đứng lên, họ đi làm cách mạng. Bởi vì người cộng sản mình có câu là khi nơi nào có bất công nơi đó sẽ có đấu tranh, các bạn thấy đó. Cho nên giai cấp công nông họ đứng lên, họ làm cách mạng để giải phóng họ ra khỏi cái sự gọi là cái thời kỳ phong kiến, cái thời kỳ bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp. Họ đi làm cách mạng bởi vì tiếng gọi của quê hương khi xong tổ quốc lâm nguy, các bạn thấy họ xả thân vì tổ quốc. Bởi vì họ bị chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc nó cai trị quá tàn bạo, và những cái nhóm tay sai nó rất là thối nát của cái giai đoạn thời kỳ lịch sử của nhân loại. Các bạn thấy đó là lý do tại sao chủ nghĩa cộng sản ra đời, để đặng mà giải phóng dân tộc, giải phóng những giai cấp công nông ra khỏi những cái sự gọi là bóc lột một cách tàn bạo. Ở cái thời bóc lịch sử như vậy thì những cái người đi làm cách mạng, các bạn biết họ yêu quê hương tổ quốc bằng cả một cái trái tim, bằng cả một cái tấm lòng nhiệt huyết của họ. Họ sẵn sàng xả thân hy sinh. Đó là tại sao các bạn thấy có những vị anh hùng dân tộc như anh Nguyễn Văn Chổi hay là anh Đặng Thái Bình, anh Nguyễn Thái Phạm, Nguyễn Thái Bình, chị Võ Thị Sáu, vân vân vân, rất là nhiều người anh chị các bạn. Họ sẵn sàng chết cho quê hương, cho lý tưởng cách mạng của người cộng sản. Các bạn thấy cái thời chiến, những cái người mà đi làm cách mạng, người cộng sản, tinh thần ái quốc của họ rất là thiêng liêng. Nó không phải như thời bình. Không phải như cái thời bình thì rất là loạn. Lên trên mạng này nhiều khi các bạn thấy ngày hôm nay cũng có nhiều người xưng tên vỗ ngực, tôi là cộng sản thế này thế nọ. Lên mạng mặc quân hàm, đeo lon, rồi đọc diễn văn, rồi chia sẻ giống như là nào là đảng viên rồi thế này nọ. Các bạn thấy không, cái thời bình nó con người ta họ vì cái tôi nhiều hơn. Lên trên này khi mà đấu tranh cũng vậy, thì những cái người mà tự cho mình là cộng sản ở trên không gian mạng này, tôi thấy đó rất là phức tạp. Đại đa số theo tôi tìm hiểu đó, cái này tôi nói thật mà tình mà nói, đại đa số thì bị kỷ luật đảng,
bị cho về hưu non, bị những cái về tác phong đạo đức của một người cộng sản họ họ không có, họ bị loại trừ ra, mà lên mạng lúc nào cũng là tôi là dữ dằn lắm. À, núp sau cái monitor thì các bạn thấy khi mà tôi phát biểu cái gì đó mà dấp phạm từ chữ ơi, Trang ơi, mấy ổng dí tôi chạy dắt dò cần cổ luôn. rồi chi nã, rồi nào là lùng bắt, rồi bẻ cổ bẻ giò. Mà làm việc cho cơ quan nhà nước thì bị kỷ luật về tác phong đạo đức là không có. À, một ông như tôi nói, như cái anh mà gọi là Trần Dũng, cũng từng là công an bên hình sự, các bạn thấy không, làm việc rồi kỷ luật rồi bị sa thải, rồi lên mạng nó bắt đầu cái không đồng tình với tôi, là bắt đầu gượt tôi tối ngày sáng đêm, là ông gượt. Rồi cái thằng Đỗ Hải thượng tá cũng vậy, rồi tên Trịnh Lê Hoài Nam cũng vậy. Các bạn thấy ở cái thời bình này họ chỉ biết xưng tên vỗ ngực, tự cho họ là người cộng sản, nhưng mà chính những người này họ bôi nhọ cái người cộng sản. Theo tôi thấy vậy, về tác phong đạo đức tìm hiểu ra thì ông nào ông nấy chèn bác ơi, cái chuyện gia đình đồ cũng vậy, cái chuyện mà tình cảm đồ cũng vậy, nó gian díu tùm lum tà la như cái nồi cháo heo. Mà khi mà mình, tại vì tôi đi rời xa quê hương, thì khi những cái tiếng Việt của tôi nó còn hơi yếu kém, mình không có sử dụng nhiều đó các bạn, mình không có dùng qua mỹ miều như mấy ông ở trên mạng. Bởi vì kẻ thù của tôi rất là nhiều, kẻ thù của tôi dày đặc. Ở bên Mỹ thì tôi đụng độ với cái tụi, cái đám ngụy nô, cái đám cờ vàng à, nào là cũng nói bệnh, cũng trục xuất, rồi cũng chi nã. Các bạn thấy bởi vì rất là phức tạp, cho nên cái không gian mạng này chúng ta không nên quá gọi là đề cao cái sự gọi là quỷ mô của cái không gian mạng này. Không gian mạng nó phức tạp lắm. Tôi nói với quý vị, tôi có cơ hội tôi cập nhật thông tin điện tử đồ là từ cái thời đầu thời kỳ mà rất là sớm, khi mà cái máy computer, cái máy vi tính mà khiêng, mà hai ba người khiêng á, khi mà tôi còn làm việc trong cái máy, bộ cái hệ thống máy mà computer nó gọi là mainframe á, nó sản xuất ra để đặng mà nó điều khiển cả một cái hệ thống mà cơ sở của nó, dữ liệu của nó đó, mà hệ thống mainframe rất là lớn. Và khi mà có những hệ thống mà computer rồi những cái network mới ban đầu, tôi tham gia vào trong cái cộng đồng mạng mà đấu đá với cái đám mà ngụy nô chống cộng ô hợp, từ khi mà nó mới bắt đầu có mạng, ba mạng từ buổi ban đầu, cho nên nó không có đơn giản. Ở trên này cái không gian mạng này tôi nói nó rất là hỗn độn. Mà bởi vì có cái ông mà dân chủ cụi Phạm Đình Trọng, các bạn thấy lên kèn ơi, họ ca ngợi, đúng là người ta nói con cóc nó ngồi dưới đá giếng là chuyện nó có thật. Chứ những người mà họ kém cỏi về cái sự nhận định hiểu biết, khi họ tiếp cận công nghệ cao, các bạn họ thấy, họ tưởng đâu là họ đã vươn ra một cái bầu trời bao la bát ngát gì đó. Nhưng mà trong khi đó thế giới con người ta đã tìm ra, họ đã đi đến cung trăng từ bao nhiêu năm trời rồi, hàng mấy thế chục năm rồi. Những người này họ đi sao mà họ lại lên mạng rồi đám dân chữ cụi đúng vậy nữa, nghe theo mấy cái tiên truyền của cái tụi đám Việt Tân, cái đám cờ vàng cờ chó ở hải ngoại, mấy cái thành phần mà như cái thằng khùng điên điên Trương Quốc Quy rồi đám dở hơi rồi thằng Sơn TV rồi, các bạn thấy toàn là những cái thành phần mà đi chống cộng kiếm cơm, ngày nay trên mạng cũng vậy.
có những người mà gọi là đi làm cách mạng rồi tự cho mình là người cộng sản đó. Các bạn thấy họ làm một cái vết nhơ cho cái người cộng sản thực sự. Họ lên trên mạng này họ đấu tranh tới nỗi mà một ông tướng lão lão thành cách mạng, một ông già mấy chục gần 90 tuổi, chưa hơn 90 tuổi rồi mà nó cũng dí ông khắp mọi nơi hết. Họ không có cái lòng mà tự tôn dân tộc nó rõ ràng, tại vì cái đức hạnh họ không có, cái tôi của họ lớn quá. Rồi bắt đầu nó xảy ra những cái cuộc đấu tố lẫn nhau. Nhiều khi bởi vì tham tham gia mấy cái nhóm mà tự phát á, lúc đầu thì còn hào hùng lắm, bắt đầu mà nó vô đông người lên bắt đầu là chàng ơi, nó xảy ra đủ thứ chuyện, tuột quần tuột áo rồi tiền nong rồi rồi à, ông nào cũng nhân danh tôi là cộng sản. Gầu thấy gầu lắm, cái người Việt của mình, những cái người mà đấu tranh trên không gian mạng nữa cũng vậy, ngay cả những người nằm trong những cái lực lượng mà chống xuyên tạc cũng vậy, họ không có nắm vững được cái nền tảng của mạng xã hội về những cái truyền thông thông tin nó phức tạp như thế nào, họ không nắm vững được. Đấy, như các bạn thấy thằng Trịnh Lê Việt Nam nó cũng từng trong cái lực lượng 47 cũng bị cho ra khỏi về cái tác phong đạo đức không có, nó gây lên những cái hệ lụy trong nội bộ, cuối cùng rồi lên trên này chống luận điệu xuyên tạc. Nhưng mà ngồi đó cái rình gặp những cái người khác sơ hở chỗ nào là bắt đầu là lên, bắt đầu là viết bài giống như đọc viễn văn, đọc thơ, đọc đọc chuyện đời xưa vậy. Khủng khiếp. Bởi vậy các bạn thấy ngày nay có những cái đám dân chủ cụi rồi vậy, những cái thành phần mà dân chủ nửa mùa ở trong nước, những thành phần trí thức nửa mùa, rồi tôi gọi là trí thức nửa mùa đó, họ lên mạng họ bị ảo tưởng quyền lực, rất là lấy làm đáng tiếc. Cái xã hội tôi lên đây chẳng có mục đích gì cả, chẳng phải xưng hùng xưng bá xưng danh gì vậy. Hồi nào giờ tôi một thân một mình vậy, đi theo lý tưởng của người cộng sản trong dòng máu mình, cứ đi theo lý tưởng đó, Mác Lê và học theo tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh rất là tuyệt vời, luôn luôn đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, chứ không phải lên trên này tư thù cá nhân, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cá nhân rồi. Nhiều ông nhiều bà rồi tôi thấy chèn trời ơi, tới chừng lòi ra thì hỡi ơi, cái chuyện mà ngay cả cái chuyện mà tình dục đồ cũng vậy, cũng tùm lum tà la, cái chuyện ái tình đồ cũng vậy, tè le tè lua mà đụng tới mấy ổng cái coi à, nói cái gì một cái thôi, như cái ông mà Trần Dũng với thằng Đỗ Hải mà thượng tá mà bị kỷ luật và cho về hưu, hai cái tên đó coi tới hôm nay nó còn dí tôi. Trình độ kiến thức không có, về lý luận cũng không có, chỉ biết hùa theo số đông và họ sống bầy đàn, thấy rất là tội nghiệp cho họ. Thì khi mấy người vậy tôi còn chọc dữ lên nữa cho nó chửi, để đặng nó lộ ra bản chất cái con người thật sự của tụi nó. Bởi vì hôm nay mình live mình nói về cái người cộng sản ở thời bình và thời chiến, và nó khác nhau trời vực, khác nhau nhiều lắm các bạn. Ngày xưa người ta đi đấu tranh, các bạn thấy họ sẵn sàng hy sinh tất cả, sinh mạng, hy sinh cả hạnh phúc của tuổi thơ gia đình để cho tổ quốc được trường tồn. Các bạn thấy rất là cảm động khi mà nghe anh Nguyễn Văn Chổi: "Tôi là người cộng sản, hãy để cho tôi chết cho tổ quốc tôi."
tôi xin được chết cho tổ quốc của tôi. Các bạn thấy như anh Nguyễn Thái Bình, những người trẻ trí thức, khi mà người ta hiểu được cái tinh thần dân tộc nó cao vời vợi như thế nào, mạng sống của họ không nghĩa lý gì cả, họ sẵn sàng chết cho tổ quốc, rất là quý. Còn ngày hôm nay thì mấy ông chồng đã cơ lên mạng thì ông nào cũng tao cộng sản này cộng sản nọ, rồi chức vụ nào là tá rồi thượng tá rồi, mà hỏi là toàn là bị kỷ luật không à, toàn là bị kỷ luật cho về hưu non, bị kỷ luật rồi khai trừ đảng, rồi tùm lum tà la hết, tè lưa hết. Bởi vì thôi thì mình xin dừng like ở đây. Xin chào quý bạn, chị em các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.